gãy phân nước nhà các bạn ơi. Mình đi trộn phân. Giờ mình tranh thủ mình làm đất nhà của mình. Sẵn mình quay cái lúa 20 ngày của mình cho bạn Phương luôn nha, bạn Phương xem luôn. Bạn có yêu cầu quay cảnh đồng lúa. Hôm nay mình giải phân lúa của mình 20 ngày nè. Ở trên đây đất của mình xả trước. Xả trước cho nên 20 ngày, còn ở dưới chỗ mình bắt cá là nó trễ hơn. Để mình làm một lần nha các bạn. Có mà có đợt cá nhiều á, mình tranh thủ mình bắt cá. Với phần của mình ra đây này xả xong rồi, cái đầu xả về dạy dưới mình dẫn đi bắt cá. Cá chia sẻ cho các bạn xem thôi chứ không phải lúc nào cũng có đâu các bạn ơi. Lúc này trên nước đang rút á. Mình thường thường làm có mình không các bạn, mình tranh thủ mình làm. Công việc nặng nhọc của lập nghiệp Pháp là mình làm gì cũng mình các bạn, coi phim thì khi cũng có mình à, coi chia sẻ video cũng có mình các bạn. Kéo lên thành ống vài mấy cục phân cục mình thẳng mình đạp luôn các bạn ơi, cho nó nhuyễn ra chứ để nó có cục nó ngạn máy, ngạn vô cái máy cũng phân mình đó. Rồi lại lần hai cho nó đều, lần một có chưa đều không, giờ mình chọn lần hai các bạn ơi. Lần hai nó xong rồi cút vô đi giải phân rồi đó, vô trả lời ruộng.
sinh nè, làm gì thu à. Này luộc luộc lại cho nó vừa đủ cái bình thân rồi, cho vừa đủ bình thân luôn rồi cho nó gọn, luộc thẳng luôn vậy. Vậy mà mình có thử nghiệm mà, cho nên biết cái cỡ nào nó vừa cái bình thân, vô cái đầy bình thân thân vậy đó. Giờ mình chở đi xuống cái vỏ vô ruộng nha các bạn. Đây là cái bờ đê này, dưới đây dưới sông rồi các bạn. Mình cũng gần mấy ruộng. Lên đường các bạn ơi, đây mình sẵn cái bình ở trong đây mình quẩy luôn. Của mình vậy đó các bạn ơi, nay mình gãy phân vậy đó, từ đây vô tới tổng 500m, mới còn 4 mẫu đó các bạn. Nay mình gãy 8 bao, nay lúa mình 20 ngày rồi. Thôi mình làm công chuyện nha các bạn, hẹn các bạn video sau nha, xin chào nha.